Non anh. Ừ. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mấy anh em mình làm cái món bún mắm nha. Bún mắm ở ngoài giữa đồng. Ở đây thì nãy giờ mấy anh em mình cũng có bào bắp chuối với chẻ rau muống á. Ở đây thì có bông súng nữa nè. Bún mắm mà có cái hiêm cái thao rau nữa, trời ơi. Hết sảy luôn không? Hết sảy luôn. Thường thường á là anh em mình á chẻ cái rau muống á xài bằng cái cây này nè. Cái này mình chuốt bằng cái sống lá dừa á, sống lá dừa lựa mấy cái sống mà bự bự á. Dạ. Cái lá dừa á mình để về mình chẻ nè, nắm này tuốt nè. Còn đây thì sáng á anh em mình cũng có đi mua được cục thịt heo quay. Heo quay là với thêm một tôm với bạch tuộc. Ôi, này tôm thiệt nè. Bữa nay tôm bự nha. Đó, này là để lát mình nấu chung nha. Ở đây cũng có mấy cái trái ớt sừng tâu nè. Ở đây thì anh em mình cũng có mổ ở trong á, mình lấy cái ruột ra. Tí nữa mình nhét với con cá thác lát nè. Cá thác lát này sáng mua. Tôm nhồi thịt. Bữa nay là tôm nhồi thịt thiệt á. Với bữa nay thì anh em mình nấu cái bún mắm á với mắm cá sặc nha. Thường thường á là nấu với mắm cá linh, nhưng mà bữa nay thì anh em mình làm cái món cá sặc. Cái này thì mắm này á thì mình đổ nước vô mình nấu cho nó rã ra, cái mình lượt lại, mình lượt lấy cái nước á. Cái này để lát cho cu môn nấu ha. Anh nấu thôi, vậy em nấu cho. Đấy, anh nấu cái nồi bự. Bác cái nấu nồi bự hả? bữa nay là anh cho ăn ngon luôn. Như có nấm á nè. À, tụi con nấm. Nấm. Nấu cái này thì anh em mình cũng có mầm xả nè, với ớt, với hành tím nè, mầm sẵn hết. Hồi nãy giờ máy bơm á, tiếng lớn quá là cái anh em mình không có quay. Với sáng đi thì hái cũng rau muống với bắp chuối à, với cái bông súng, bước được nhiêu đó thôi. Cái này bây giờ để anh qua anh bắt anh nhồi này vô ha. Dạ, yeah. Em đi bắt cái bếp lên nấu mắm. Em nhồi cái này thì mình nhồi xong á, cái một tí nữa cái mình chiên đó. Cái này thì cá đắt lát nè, làm bằng tay luôn nha. Làm bằng tay luôn nha. nhiều quá nè. Thôi vừa thôi. Mập lên. Yes. Cô môn phái ăn cho mập không? Lát cho hai con tôm luôn. Mỗi người hai con nha. Đó. Cái này là tôm nhồi thịt thiệt nè. Nhồi cá chứ. Còn cá này em chưa ăn. Cá này nó ăn ngon lắm. Thường thường là mình nhồi thịt với khổ qua đó. Mình lấy cá này ngon lắm. Nó dai. Đó. Cái này hồi nãy là anh em mình cũng có cho một tí đường với bột ngọt với muối vô đây rồi. Nhồi thêm con nữa. Rồi cái này thì mình cháy xả với tỏi với ớt nha. Cho nhiều vô nó thơm. Còn mấy cái đùi gà này nó dính lại nữa. Cho nó xuống. Cho nó xuống hết luôn ha. Cho nó xuống. Đùi gà này mình bỏ mình xào cho nó săn rồi. Xào cho nó săn rồi.
cái này mình chế cho nó vàng vàng lên á. Cái này mình chế cho nó vàng vàng lên á. Cái mình cho cà tím vô luôn nha. Nấm để lát mình cho sao đi. Có xả vô á nó thơm. Mà mắm này là phải mình phải bỏ xả vô luôn. Ai sắc cà tím vậy? Cái anh kia kìa. Anh cầm máy quay hả? Với dáng mình có đổ nước cho mình nấu nữa. Cái này mình cháy sơ vậy nè. Cháy xong rồi cái mình cho mắm vô. Mon mon, cầm giùm anh mà. Cầm được không? Tới một tí nữa. Cái này để mình coi coi thiếu nước không, cho thêm tí nước nữa vô ha. Dạ. Cho hơi nhiều nhiều lát cho cô Mon ăn hai tô luôn rồi. Cái này để lên nó sôi lên á, rồi cái mấy anh em mình nêm nếm cho đào vô, cho nấm với tôm vô. Cho mực nữa, nấm tôm mực nữa. Bạch tuộc, bạch tuộc. Dạ yeah. Đúng rồi, tôm nhồi thịt với tôm nhồi thịt vô. Tôm nhồi thịt. Rồi, cái mình để đi sôi lên đi, mình nêm lại. Rồi, để anh nêm thử coi. Này cho tí bột ngọt nữa đi. Tí bột ngọt với tí đường. Cái mắm này nó cũng niêm sẵn á, yeah. Nó vừa ăn rồi. Với nãy mình lựa ra mình đổ cũng không thêm bao nhiêu nước. Nó vừa ăn. Tại mắm thì hồi sáng mấy anh em mình mua hơi nhiều. Tại mắm đó hình như 3 gram, 4 gram vậy á. Cái này mình cho nấm vô luôn nha. Bồi viên, bồi viên. Bồi viên. Đâu có thiếu cái này được. Hết luôn ha. Hết luôn anh. Ủa bữa nay nhiều à. Cái này mới đã à. Cho mấy cục cá thác lát nãy còn dư. Cái này là cá viên. Cái nồi quá trời nhiều. Ôi. Ôi con mực nào con mực nấy con ngon ơi. Này để chắc có bít tô. Ừ. Này 4-5 người ăn luôn á. Dạ. Rồi để cái này sôi lên cái mấy anh em mình múc ra nha. Rồi. Tôm mực nó nổi lên kìa. Quá trời luôn. Đó. Cho cái đồ gà luôn. Nè sắp được ăn rồi nè. Này của cô Mon phải không? Dạ. Cho cô Mon hai con mực luôn. Đó kẹp. Bữa nay cái tô cũng nhỏ quá. Mình để ít lại cho nên chứ lát để nhiều quá mình trộn quá là không được. rồi xong của cô Mo nè. Rồi cái này để anh cho thêm tí ớt vô. Tôm cái này nhiều tôm. Cho miếng mắm ruốc vô nè. Khó ngồi quá. Ngay chỗ này nó bị đặt rồi. Nên dở này xuống đi. À, rồi mời cả nhà nha. Cái này thì anh em mình chỉ ăn với chuối á, bắp chuối với rau muống với có thêm rau đắng nữa. Cái tô này hấp dẫn ngon, có rau vô á, ăn rau nhiều ngon. Còn hổ này nữa nè anh. Anh quên nữa. Heo nữa rồi, cho thêm một cục heo qua vô. Cái này để rắc cho cô Mon ăn nhiều. À.
da nó giòn. Ừ. Giòn. Cái bún mắm này á thì mình cũng có thể mình nấu với cá lóc á, nhưng mà tại anh em mình không có thời gian nhiều. Mực này á thì mình trụng qua cái nước sôi mà mình nấu, có bỏ gừng vô cho nó bớt không có tanh. Làm con tôm tôm nhồi thịt. Tôm nhồi thịt. Ở đây ăn cũng có với mắm ruốc nữa nè. Để anh làm con tôm à. Con tôm này chiên nó hơi bị khét. Đã lắm cung rồi. Để ngấp thêm nước rồi. Vô ăn cung anh, vô ăn nè. Cái này á, mấy anh em mình nấu nhiều lắm. Này là hai anh em ăn người hai tô luôn. Lát ăn thử món này không? Lần đầu anh làm. Mời cả nhà nha. Vừa ăn đúng không anh? Được không? Được không? Mười cá nữa dài. Cá dài phải không? Cá thác lát nó ngon. Dạ. Cái này thì mấy anh em mình cũng có bông súng trong đây nữa nè. Ăn như nó ngon. Mở tiệm được rồi đó. Mày mở tiệm rồi. Mở tiệm của Mon đi ăn ké hoài à. Lỗ. Mày mở tiệm nó bán tôi và lỗ chắc luôn á. Cho mấy bún mà thấy toàn tôm mà không à. Mà ăn vậy nó đã rồi. Dạ. Sao mà mới ăn cái món này. Đúng rồi. Cái này mà mình không có, cái món này phải có heo quay mới được. Với lại á, nếu mà mình có bỏ thêm á, mình mua thêm cái thịt ba rọi á, mình cháy lúc mà xào xả thêm thịt ba rọi cũng ngon. Thèm heo quay, ăn heo quay đi Kumon. Cái tô Kumon. Cái rau muống này ở nhà mấy anh em mình á, có ngâm với nước muối á, rồi nãy cũng có ngâm với chanh á, nó sạch rồi. Ăn rau bỏ rau vô thêm nè cô Mon. Cho cái đùi gà nè cô Mon. Em không có đùi gà nè. Có mấy cái đùi gà này vô nó thơm. Rồi, tô thứ hai. Đồng tô đó đi.
Em ăn này không? Thôi cho em miếng cũng được. Miếng hả? Đó. Có cà vô nó ăn nó ngon. Giờ người con tơ với nè. Sao không móc cho con kia? Cũng được á. Thôi ăn đi. Chọc mắm ruốc vô cái nè. Cái này á mà được thêm mới kè nèo tới tượng á, mình bỏ vô ăn vô cũng ngon, bỏ vô chung á, trộn vô á. Nè bông súng nữa. Ê lộn muỗng rồi. Em lấy để đâu, ở trong dễ rút em lấy. Bông điên điển á, cái mình bỏ vô ăn cũng ngon nữa, bỏ chung trộn lên. Nóng nóng á, trộn vô cũng ngon. Bữa nay ăn về được không cô Môn? Mẹ ăn được ngon quá. Nó được ăn món mới không? Tâm là thật. Cái món này mình để mình đặng mình tròn cô Môn, mà cô Môn ăn cá là mình ha, mình không có tròn được. Cái lau đắng này không? Lúc trước mà anh em mình ăn trúng cái lau đắng kiểu như nó già, mà cũng loại này mà để nó bị già. Ăn vô đắng nhát à. Ăn dữ. Cái này còn đựng thằng nước nó còn ngon. Ừ. Non thì nó không có đắng. Dính tới chanh. Anh em ăn hai tô no luôn. Hai tô nãy nhiều. Không phải bún nhiều mà tôm mực nhiều. Ăn bằng nữa không cô Môn? Em còn không. Cái này mà mình bắt được cá lóc đồng á, nấu ăn chung ngon. Thịt nó dai á, còn kho mắm nữa. Nói về mà kho mắm á, biết anh thích gì không? Cá lóc đồng mà cụm tay vậy nè, mình bắt được mà ở dưới kinh hoặc dưới đè đó, tát lên á, cái mình kho mắm à, nấu cái lẩu mắm nha, mình bỏ vô, ôi ăn nó ngon dữ. Nhất là cá dưới đè, cá lóc dưới đè lâu năm á. Lâu năm như 2-3 năm rồi á. Dạ. Như đợt trước mình bơm đè nhà, dạ, bắt được mấy con đó nấu ăn, ôi. Thôi rồi, tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like và chia sẻ nha cả nhà.